Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe với cửa sổ trời panorama 100%, sử dụng động cơ sinh học một sức người và có khi là hai. Chiếc xe của chúng ta sử dụng nhiên liệu tự nhiên rất thân thiện với môi trường, đó là C6H10O5. Đặc biệt khi sở hữu và sử dụng chiếc xe này, anh em sẽ luôn được ưu tiên trong mọi điều kiện giao thông và ở nơi công cộng. Riêng cá nhân tôi, từ khi sở hữu và trải nghiệm sử dụng phương tiện thần thánh này ấy, thì tôi không còn phải chạy xe ôm 16 tiếng một ngày để lo ăn từng bữa nữa, không phải tự nấu cơm, không phải tự giặt quần áo, mà cũng chẳng phải làm một cái việc gì trong gia đình ấy cả. Chiếc xe này rất phù hợp cho những anh em nào không muốn làm mà vẫn có ăn, và những anh em nào thường xuyên than nghèo, than khổ, những anh em nào có chân tay đầy đủ, sức khỏe bình thường mà lại không muốn lao động. Lưu ý, chống chỉ định với những người có suy nghĩ tích cực, đang học tập hoặc làm việc với thái độ chăm chỉ, chuyên cần, có ý chí nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Vâng, đây chính là chiếc xe mà tôi muốn nói tới. Anh em nào muốn được sung sướng như tôi thì hãy nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc xe 4 bánh như hình nhé.